mỗi dịp Tết đến xuân về, mọi người thường chúc nhau những điều tốt đẹp nhất. Chúc một năm có nhiều niềm vui và thành công mới đến với mọi người, mọi nhà. Năm Canh Tý 2020 qua đi, đón chào xuân mới Tân Sửu 2021, các doanh nhân, chủ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đều tin tưởng và kỳ vọng vào những cơ hội mới tốt đẹp hơn, cũng như đề ra các giải pháp để vượt qua thách thức của dịch COVID-19, bảo đảm hoạt động sản xuất kinh doanh của từng doanh nghiệp. Năm mới, chúc mọi người có nhiều sức khỏe, nỗ lực vượt qua khó khăn, xây dựng doanh nghiệp phát triển. Mong cộng đồng doanh nghiệp tỉnh đoàn kết, giúp đỡ hỗ trợ nhau, đóng góp và phát triển quê hương đất nước. Trong năm mới, chúng tôi cũng mong muốn các doanh nghiệp sẽ phát triển mạnh hơn để đảm bảo được đời sống cho người lao động. Chúng tôi cũng mong muốn để được đóng góp thêm vào sự phát triển của tỉnh nhà. Là một doanh nghiệp đóng ở trên địa bàn của tỉnh, do vậy năm 2021 doanh nghiệp chúng tôi mong muốn với sự hỗ trợ của nhà nước, của Đảng, của Chính phủ làm sao mà để cho dẹp được cái dịch bệnh COVID-19 này, để đưa tất cả các doanh nghiệp chúng tôi đi vào ổn định sản xuất, tạo được cái thu nhập tốt nhất cho người lao động, cũng như là nhằm cái mục tiêu của Đảng phát triển là trong năm 2021 này chúng ta phải phát triển để tăng trưởng được 6,9 đến 7% GDP cho đất nước. Trong năm 21 thì chúng tôi xác định là năm cũng rất nhiều khó khăn. Trước tiên thì cũng mong muốn là Đảng và Chính phủ và chính quyền các cấp, đặc biệt là tỉnh nhà, thì cũng sẽ tạo điều kiện tối đa cho các doanh nghiệp. Những cái biện pháp đối với công ty cổ phần Tiên Hưng thì trước tiên là phải đồng hành cùng với các cấp chính quyền để công tác phòng dịch. Cái trọng tâm chính làm sao công ty phải là công ty xanh, sạch. Và theo cái như lựa chọn của khách hàng thì hiện nay đơn hàng thì có lẽ là cũng dịch chuyển dần từ Trung Quốc về đến cái tạo thuận lợi. Tuy nhiên thì cái sức cạnh tranh về mặt lao động và đặc biệt là các đơn hàng thì cái giá gia công là thấp. Chúng tôi là cũng có cái giải pháp là chọn lựa các đơn hàng, bạn hàng, rồi trọng tâm chú ý người lao động về vấn đề các chế độ, làm sao mà các chế độ cho người lao động trong đầu xuân mới là vẫn duy trì và tăng trưởng. Chúc mừng năm mới, an khang, thịnh vượng.